Thưa quý vị, theo báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Thế giới World Bank, mặc dù đã giảm tốc đôi chút vào quý đầu năm 2018, nhưng tăng trưởng tín dụng của Việt Nam vẫn ở mức khá cao. Cụ thể, tổng tín dụng khu vực ngân hàng tính đến hết quý 1 năm nay ước tăng 3,6% so với đầu năm 2018 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn mức tăng 18,2% của cả năm 2017. Cùng với đó, hàm lượng tín dụng trên GDP vẫn tương đối cao, bằng khoảng 130% GDP vào cuối năm 2017. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng 1,4 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP theo giá hiện hành. Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới nhận định, hàm lượng tín dụng cao so với GDP ở Việt Nam cho thấy, khu vực tài chính vẫn chủ yếu dựa vào ngân hàng khi thị trường vốn vẫn còn tương đối kém phát triển. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao có thể gây rủi ro về ổn định khu vực ngân hàng. Tổng dư nợ trong nền kinh tế tính đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 6,8 triệu tỷ đồng, thì riêng lĩnh vực bất động sản chiếm gần 20%. Ông Sebastian Eka, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khuyến nghị, chính sách tiền tệ cần rút bớt thanh khoản trong khu vực ngân hàng, sao cho lãi suất liên ngân hàng diễn biến theo lãi suất của chính sách và tăng trưởng tín dụng được duy trì phù hợp. Bên cạnh đó cũng cần các biện pháp cẩn trọng vĩ mô nhằm ngăn ngừa vốn tín dụng đổ quá mức vào các ngành nghề rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán hay tiêu dùng.